Xin chào các khán giả của kênh Hậu Trường Bóng Đá. Tôi là Thái Ninh và hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp mà chúng tôi có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài. Và trong buổi tối ngày 8 tháng 11, chúng ta sẽ tiếp tục đón thêm những thành viên của đội tuyển Nhật Bản đến Việt Nam. Và họ là những cầu thủ đã thi đấu tại G-League. Và chúng ta hãy chờ xem những gương mặt nào sẽ tới sân bay Nội Bài trong ít phút nữa. Trong buổi tối nay thì có sự xuất hiện của Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh. Ông Lê Hoài Anh hôm nay thì thay mặt Liên đoàn bóng đá Việt Nam đón Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Nhật Bản Dani Kunia. Ông Kunia cũng đi cùng chuyến bay với các cầu thủ của đội tuyển Nhật Bản. Khoảng 10 giờ thì chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Và ông Kunia cũng là người đầu tiên trong đoàn bước ra cổng. Trên tay Tổng Thư ký Lê Hoài Anh lúc này là một bó hoa. Đây là một món quà dành tặng cho ông Kunia tới Việt Nam. Một cử chỉ thân thiện của chúng ta dành cho Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Nhật Bản. Ở một góc cạnh nào đó thì mình nghĩ là sự có mặt của ông Kunia có thể coi là một sự thúc đẩy tinh thần, khích lệ với các cầu thủ Nhật Bản. Vì lúc này những chiến binh xanh đang không có được phong độ tốt tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Cho nên có lẽ ông Kunia cũng muốn nhân dịp này đến để cổ vũ cũng như là khích lệ tinh thần thi đấu của Minamino và các đồng đội. Ông Kunia và các thành viên của Hiệp hội bóng đá Nhật Bản sẽ lưu trú tại khách sạn Grand Plaza trong những ngày trước và sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản. Có thể nói là sự đón tiếp của chúng ta dành cho những thành viên của đội bạn rất là chú đáo. Hôm nay thì đích thân Tổng Thư ký Lê Hoài Anh đã ra đón. Trong thời gian qua thì bóng đá Việt Nam và Nhật Bản cũng có khá nhiều những chương trình hợp tác với nhau, đem lại những hiệu quả tích cực. Còn đây là chiếc xe chở các thành viên đội tuyển Nhật Bản được VFF bố trí trong tối 8 tháng 11. Trong tối nay thì sẽ có thêm 15 cầu thủ nữa có mặt ở sân bay Nội Bài. Đây đều là những cầu thủ đang thi đấu tại trong nước, cụ thể là tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản G-League. Ở đằng xa kia chúng ta có thể nhận ra là một số thành viên của đội tuyển Nhật Bản đã tới nơi và đang chờ lấy hành lý. Thủ tục lấy hành lý thì cũng rất là nhanh gọn thôi, bởi vì trước đó 2 ngày gần như toàn bộ các nhu yếu phẩm của đội tuyển Nhật Bản đều đã được vận chuyển về khách sạn Grand Plaza rồi. Các bạn có để ý kỹ kia không ạ? Cầu thủ đang xách vali kia là Hiroki Sakai, người từng có nhiều năm chơi bóng khá thành công trong màu áo của các đội bóng như là Olympic Marseille hay là Hannover 96. Và hiện thì anh đang chơi tại URS Diamonds. Ok, rất nhanh thôi. Các cầu thủ Nhật Bản đã lấy xong hành lý và bước ra sảnh. Mình có để ý là có một số cầu thủ ăn vận theo phong cách khá là thoải mái, không phải là mặc vest như những cầu thủ khác hay là các thành viên hôm qua. Có thể gọi đó là phong cách freestyle. Đó, như là anh chàng áo trắng này chẳng hạn. Cũng phải nói thực với các bạn là trong số 15 cầu thủ của đội tuyển Nhật Bản đi chuyến này thì mình cũng chỉ biết đúng anh Hiroshi Sakai, người đang đi ngoài cùng bên tay trái. Đó, những cầu thủ khác cũng đang tiến ra rất là nhanh. Các bạn nhận ra được những cầu thủ nào thì các bạn hãy comment bên dưới nhé. Hết rồi đấy, bên dưới là những nhân viên của sân bay đang bê hộ hành lý cho các cầu thủ Nhật Bản mà thôi. Bây giờ thì Sakai và các đồng đội sẽ di chuyển lên xe để về khách sạn Grand Plaza, nơi đóng quân của đội tuyển Nhật Bản. Có thể thấy là Sakai đang có một phong cách ăn mặc rất là lịch lãm. Cầu thủ này thì cũng có một thể hình đúng chuẩn của cầu thủ thường xuyên thi đấu ở châu Âu.
Vào ngày mai thì nhóm cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu như là Minamino, Tomiyasu, Yoshida hay Ritsuda sẽ tới Việt Nam vào chuyến bay 9 giờ sáng ngày 9 tháng 11. Điều đó đồng nghĩa với việc trong buổi tập tối ngày 9 tháng 11, huấn luyện viên Moriyasu sẽ có đầy đủ những cầu thủ mà ông triệu tập cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. À đây, vẫn còn hai thành viên nữa. Hai cầu thủ này có vẻ ngoài cũng khá điển trai. Và nếu như không phải cầu thủ bóng đá thì có lẽ chúng ta sẽ lầm tưởng đây là những diễn viên điện ảnh. Bây giờ chúng ta sẽ tìm Sakai ở đâu nhé. Sakai. Đúng thật là mình chỉ biết mỗi Sakai thôi. Những cầu thủ còn lại thì còn khá trẻ hoặc là cũng chưa có nhiều tiếng tăm lắm nên cũng khó mà biết được. Sakai vừa gửi một lời chào tới các cổ động viên Việt Nam. Chắc chắn việc đối đầu với một hậu vệ vừa kinh nghiệm lại có thể hình tốt như Sakai sẽ là một thử thách không hề đơn giản với những cầu thủ tấn công của chúng ta. Và lúc này thì chiếc xe chở đội tuyển Nhật Bản cũng đã chuẩn bị lăn bánh rồi. Đây là chuyến bay thứ 3 của đội tuyển Nhật Bản trong chuyến hành trình đến Việt Nam lần này. Và chỉ có đúng chuyến bay trong buổi sáng ngày 9 tháng 11, 9 giờ sáng là toàn bộ các thành viên của đội tuyển xứ sở Hoa Anh Đào sẽ có mặt đầy đủ tại Hà Nội. Chúng ta cùng chờ đón những Minamino, Isuruan hay Yoshida ở video sau nhé. Mệt anh em ạ. Cũng may là hôm nay đoàn Nhật Bản họ đến cũng khá nhanh bởi vì hành lý thì đã vận chuyển từ hôm trước rồi. Nên là cũng cái lúc từ lúc chờ lúc đón ra xe thì cũng khoảng 15 phút. Và ngày mai thì ngày 9 tháng 11 bọn mình sẽ tiếp tục ở đây ngày cuối để đón các thành viên còn lại của tuyển Nhật Bản, những người mà mình nghĩ là sẽ nhiều người quan tâm. Những cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau trên kênh Hậu Trường Bóng Đá. Xin chào.